tết này. Cây cối ôm tùm không ai đi dọn. Cây cối hai bên mà nhét một đường ôm tùm không ai đi dọn. Tại mọi người ở đây chạy nhã nhặn lắm nhé. Hai xe bình tĩnh, không ai chạy nhanh nào. Hẹn 10 giờ trên rưỡi đi cũng kịp à? Hay là xe khác? Anh đổi lịch phải tranh thủ chạy. Tụi em đi tranh kịp giờ có chuyến đón lỡ cỡ không đón được đi về sẽ không lỗ. Xe vào khách sạn. Xăng nằm ở dưới sân bay ấy. Xăng nằm ở dưới sân bay ấy. Có rất là làm nhiều thứ. Nhiều khi khách nhòn né như anh này nè, đi vào khách sạn thuê, không biết thuê khách sạn nào nó rẻ, hợp lý, gần biển. Sạn Nha Trang giờ rẻ không? Sạn nào mắc không? Không, trong rẻ hơn. Bên trong rẻ hơn bên ngoài chứ. Đó là gần biển. Đó là sạn phú quý nó lớn, hồi xưa nó lớn. Thật sự có cả nhà bếp. Sau dịch này hơi khó khăn. Thay đổi nhiều. Khánh. Khách sạn 4 sao có 500 đêm với mấy. Đây là khó khăn. Trước dịch nè, làm ăn còn được. Trước dịch thì ở đây quá ok rồi. Thì tụi em chạy khách tập nập, khách Trung Quốc, khách Nga chạy không kịp. Giờ thì lát đát thôi. Chết. Ai làm chết. Nó sợ.
cũng không công khai nữa rồi. Trước cứ không khai từng xe từng người một, giờ nó chưa toàn là khói rồi. Công khai thì ông nào bệnh nền chết sớm thì cho mang chôn. Đúng không? Ngày xưa nó cứ từng xe một này, có người này người kia sợ, sợ lắm, không ai dám đi xe, mỗi nhà đình một xe, xe buýt là không có khách, đã đông người ai người đi. Tìm nó rồi. Xe gia đình mà tìm chú xe, xe thuê lái như này còn chờ tìm chú xe để đi cách ly. Lây ra hết mọi người. Đồng nào có bệnh nền nó nguy hiểm thôi. Nếu khỏe thì chữa nửa tuần nó khỏi rồi. Giờ tìm thuốc rồi. Tiêm vaccine là nó chữa nó nhanh lắm. Lái xe bên chỗ anh đến con đứa còn không có tiền nhiều, tham nhiều xe quá, 4 bánh 16 chỗ rồi 8 chỗ rồi xe khách trả lãi không kịp. Chết ăn ra đấy, bán vay ngân hàng đi cậu, thì có khách đâu, mình đâu có biết đâu. Có khách đâu mà đi chạy. Tham một xe thì còn được, một xe con còn được cái chứ, vẫn còn xoay sở được. Chứ ông tham 3-4 xe cũng chết ạt rồi. Đây tụi em thế thôi, là đông khách đông nó đụng được, xe chạy không kịp thì sống thêm, sống như vậy. Ai biết nó dịch, dịch 2 năm chết queo, bán. Chạy xe này, một xe thì bình thường. Một xe đa số thì bình thường. Vợ đi làm công ty không biết thì vẫn có thể trả được. Còn 3-4-5 xe là chết hạt ra. Bán.